cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn phần biên bản về một trận đánh online rất hay của danh thủ số 2 của làng cờ tướng Trung Quốc, Thục Xuyên, hiệp Trịnh Đồng và kỳ thủ Lưu Gia Long. Đây là vận động đánh trong nền tảng chơi cờ nổi tiếng của Trung Quốc ở Thiên Thực Kỳ vào ngày 21/9/2021. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Trong vận đấu trên thì Trịnh Đồng là người cầm mây đỏ đi tiên.吃吃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 吃
吃 将军。 吃吃吃。
将军。吃。将军。吃。Và tiếp theo thì bên tiên của trận lập tức cầm phương án cờ mạ 4-6 qua để nhảy chiếu sắt cục ngay. Như vậy kênh Cờ Tướng Tinh Hoa vừa gửi tới các bạn phần biên bản về bản đồ trên đến ngày 21 tháng 9 năm 2021 trên Thiên Thiên Thực Kỳ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.